Lý do Ocean D3K2 dạng xịt được nhiều bác sĩ tin dùng. Ocean D3K2 là sản phẩm dạng xịt đầu tiên trên thế giới với công dụng bổ sung cả vitamin D3 và vitamin K2, tăng cường hấp thu canxi, giúp răng và xương chắc khỏe, hỗ trợ phát triển hệ miễn dịch của trẻ. Ocean D3K2 là sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Thổ Nhĩ Kỳ, đạt tiêu chuẩn chất lượng và an toàn châu Âu với công nghệ sản xuất hiện đại. Một nhát xịt ra chứa chuẩn liều khuyến cáo là 400 đơn vị vitamin D3 và 22.5 microgram vitamin K2 dưới dạng MK7. Điều này rất ít sản phẩm bổ sung D3K2 trên thị trường có thể làm được. Hộp một chai 20ml với 130 nhát xịt kèm cả đầu xịt và đầu nhỏ giọt để có thể linh hoạt sử dụng bằng cách xịt hoặc nhỏ giọt, dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi. Sản phẩm có mùi vị rất dễ uống do có vị ngon ngọt tự nhiên từ dầu ô liu, đặc biệt không chứa chất bảo quản, an toàn đối với cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sản phẩm sử dụng cho trẻ em còi xương, trẻ em trong giai đoạn phát triển chiều cao có nhu cầu bổ sung vitamin D3, vitamin K2, trẻ em hoặc người lớn có nguy cơ thiếu vitamin D và vitamin K. Hướng dẫn sử dụng: cách 1, sử dụng nắp ấn xịt để định lượng liều dùng theo chỉ dẫn. Cách 2, sử dụng ống nhỏ giọt 0,15ml đi kèm lọ sản phẩm để định lượng liều dùng theo chỉ dẫn. Liều dùng: trẻ em nhỏ hơn 1 tuổi, 1 nhát xịt hoặc 3 giọt một ngày, trẻ lớn hơn 1 tuổi, 2 nhát xịt hoặc 6 giọt một ngày, người lớn 2-3 nhát xịt hoặc 6-9 giọt một ngày. Ocean D3K2 hiện đang được nhà thuốc Wellcare phân phối chính hãng, đảm bảo an toàn, chất lượng. Quý khách hàng có thể liên hệ với nhà thuốc Wellcare tại địa chỉ 451 Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0868 359 319. Nhà thuốc Wellcare, uy tín, tận tâm vì sức khỏe người Việt.